Xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay sẽ giới thiệu tiếp tục với các bạn một cái dự án nữa là con Runa Cruz. Dự án này thì có bán IDO ở trên nền tảng Binstarter và một số nền tảng khác. Dự án này thì hôm trước thì mình đã hướng dẫn các bạn làm một cái chương trình iROC của nó rồi. Hôm nay thì có một cái chương trình nữa là chatbot. Dự án này thì là một cái dự án đến từ Việt Nam. Chúng ta sẽ chatbot nha mọi người. Chuẩn bị cho mình một cái tài khoản Telegram cũng như là một cái ví MetaMask nhé. Chúng ta ấn vào Join. Ở đây thì nó có những cái nào mà nó ghi là Require là bắt buộc nha mọi người nhé. Còn những cái nào nó ghi là Option thì là tùy chọn. Mà nào mà thích làm mà không làm thì là mình không nhận được thêm, thế thôi. Nói chung là mình toàn bỏ qua ấy. Đây con LUS. Ví dụ cái Medium này nhé, nó cũng là tùy chọn này. Facebook này cũng tùy chọn này. Discount này. Nói chung là mình sẽ hướng dẫn tất cả cho mọi người. Chứ như mình làm là mình bỏ qua. Twitter. Chúng ta ấn vào cái nút này nhá, ấn vào Resist. Đăng ký. Dưới thì nó sẽ hiện một cái tên, ở trên nó ghi là box, thì ở mình thấy cái hộp ở đâu thì mình sẽ ấn vào cái đấy. Được, tiếp theo là chúng ta sẽ dán vào email. Email. Rồi. Ví, ví chúng ta sẽ chọn ví BEP 20. Vẫn là cái ví MetaMask của mình thôi nhé các bạn nhé. Nói chung là như cái ví này thì nó khá là đơn giản. Ví riêng mới sợ nó lại bắt mình đăng ký tiếp. Flow Twitter. Đây. Ấn profile, copy lại link. Dán vào đây. À, nó yêu cầu mình red twin nữa mọi người ạ. Đấy thì chúng ta sẽ phải red twin cái này. Qua từ nhé, qua từ tweet nhé. Mẹ cái mạng chán ghê nhỉ. Ấn vào view. Copy lấy link. Dán vào đây. I have a joiner nhá. Medium này. Medium đâu rồi? Đây. Trời ơi mày chạy nhanh đi. Chạy này đến sáng mai không xong luôn. Chúng ta vào phần profile nhé, copy lấy link dán vào. Link profile này. Rồi. Đây là Facebook thì chúng ta ấn vào đâu rồi? I have a joy. Dán profile. Thích cho nào cái nhé. Đấy, chúng ta vào trang cá nhân này. Copy lấy link dán vào đây. I have joy tiếp. Discount nhé. Mọi người ấn vào Accept Invite. Vào trong thì mọi người copy lấy tên nhé. Dán vào là ok. Discount bị đầy mất rồi. Đây mọi người ấn copy tên này. Dán vào đây. Xong chưa, xong chưa? Theo dõi Telegram rồi nhé. Theo dõi Twitter rồi nhé. Lại còn bắt theo cái group mình nữa à? Đây. Ấn đôn. Ok, thank you. Như thế là xong đấy mọi người ơi. Đây là link copy lấy giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia các bạn nhé. Ok, như thế là xong rồi. Mọi người ai mà chưa tham gia thì các bạn đăng ký ủng hộ nhé. Link thì mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhé.